Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Cô Xuân Thắng và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, chủ động xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động, lập kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành 76 văn bản hướng dẫn mặt trận các cấp tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, công tác phong trào và các chương trình phối hợp liên tịch năm 2022 về phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban hành chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2022. Hội nghị tổng kết là hoạt động quan trọng của cụm thi đua trong việc nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác mặt trận trong năm qua, đề ra chương trình phối hợp hành động năm 2023 theo chương trình hành động chung của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời cũng là dịp giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm công tác giữa các thành phố trong cụm thi đua.